chơi đố đi. Đố anh cái gì quá khứ anh từng có, hiện tại anh không có, còn tương lai cũng không luôn. Thì quá khứ hoàn thành. Sai rồi, là chị Xô. Chị mới đá anh rồi đó. Bye bye anh. Sao chị thức mất Xô rồi sao? Con Huy làm sao cũng không còn xuất hiện nữa. Tất cả đã kết thúc thật.